Xin chào tất cả mọi người, mình là Kỳ Loan, người chia sẻ và sẽ đồng hành với các bạn trong suốt hành trình mang thai, sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Ở video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một món ăn hơi nhạy cảm một chút. Mình biết rằng rất nhiều chị em mình yêu quý động vật, đặc biệt là các loài chó, mèo, bởi vì chúng rất là đáng yêu, là bạn của mọi người, người giúp mọi người trông nhà giữ của. Nhưng mà chúng ta phải thực tế một điều rằng hàng ngày rất nhiều quán đang kinh doanh thịt chó, mèo thì vẫn đang rất là đông khách. Đây là một món ăn hấp dẫn đối với không ít người, trong đó có bà bầu. Nhiều chị em thèm thịt chó và không biết rằng mình ăn thịt chó thì có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của thai nhi hay là sức khỏe của bà bầu mình hay không. Vậy hôm nay thì mình sẽ tổng hợp và chia sẻ cùng với chị em để trả lời cho câu hỏi bà bầu có được ăn thịt chó, thịt mèo hay không nhé. Đối với người Việt Nam mình nói riêng và đối với một số nước châu Á nói chung như Hàn Quốc, Trung Quốc thì thịt chó mèo được xem như là một loại đặc sản. Không những nó mang một mùi vị đậm đà mà thịt chó mèo còn đem lại một nguồn dinh dưỡng phong phú cho cơ thể. Theo các nghiên cứu thì hàm lượng chất dinh dưỡng có trong thịt chó mèo thì rất là cao, bao gồm sắt, canxi, phốt pho, lipid, đặc biệt là chất đạm. Xương chó thì có nhiều canxi rất tốt cho việc phòng tránh hiện tượng loãng xương. Và thịt mèo thì còn có một lượng đạm rất là cao, cao hơn cả trong thịt chó lẫn thịt bò. Ngoài ra thì trong thịt mèo còn có trên 20 loại axit amin cần thiết, rất tốt cho cơ thể con người. Và xương mèo thì người ta thường được dùng để làm nấu cao, mang lại những lợi ích dinh dưỡng tuyệt vời. Theo đông y thì thịt chó mèo có vị mặn, tính nóng và rất dễ gây nổi mụn dị ứng. Nó có tác dụng bổ dưỡng, trợ dương và rất tốt cho các đấng mày râu, và có tác dụng bồi bổ cơ thể ở phụ nữ mang thai. Như vậy, những giá trị dinh dưỡng từ thịt chó mèo là chúng ta không thể phủ nhận được. Nhưng đối với bà bầu, thực sự bà bầu có nên ăn thịt chó mèo hay không? Thực tế rằng không có ai hay tổ chức nào mà cấm phụ nữ mang thai ăn thịt chó mèo cả. Tuy nhiên thì bà bầu được khuyến cáo là không nên ăn thịt chó mèo. Bởi thứ nhất, đây là những loài động vật nuôi có lợi, có ích và bà bầu bầu bạn với chúng ta. Đặc biệt là mèo có tác dụng giúp đuổi chuột, chó thì rất là thân thiện và giúp ích con người. Thứ hai thì tuy đây là những chất có nhiều năng lượng và thịt chó, nhưng mà nó lại có tính nóng, khiến cơ thể mẹ bầu dễ bị nóng, khó tiêu, có thể bị tiêu chảy và ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Và bên cạnh đó thì còn là mẹ có thể dễ bị nổi mụn, mẩn ngứa. Như vậy thực sự là không tốt đối với sức khỏe của mẹ. Thêm vào đó thì nếu ăn nhiều thịt chó thì bà bầu dễ bị thừa đạm. Thừa đạm thì ảnh hưởng không tốt đến thai nhi và nó làm gia tăng các bệnh về tim mạch. Và khi ăn thịt chó thì mọi người thường ăn kèm với mắm tôm và các loại rau sống. Mắm tôm, rau sống thì đây là những loại thực phẩm không tốt đối với phụ nữ mang thai. Thực phẩm sống tiềm ẩn những nguy cơ gây bệnh và nhiều vi khuẩn không tốt đối với sức khỏe của mẹ và sự phát triển của em bé trong bụng mẹ. Do vậy chúng ta nên tránh và cẩn trọng với những bệnh dại, bệnh nhiễm khuẩn từ thịt chó mèo nhé. Như vậy thì chúng ta không nên ăn thịt chó mèo. Tuy nhiên là trong trường hợp nếu bà bầu nào mà nghén thèm quá thì chúng ta có thể ăn giới hạn ở vài ba miếng thôi, sau đó thì chúng ta không nên ăn. Vậy là mình đã vừa chia sẻ cho chị em mình những thông tin hữu ích xung quanh vấn đề bà bầu có ăn được thịt chó, thịt mèo hay không. Có thể khẳng định rằng không ăn thịt chó mèo trong giai đoạn mang thai, đây là cách tốt nhất để chúng ta hạn chế việc giết các loại động vật và cũng như là đảm bảo sức khỏe trong suốt thai kỳ.
Bản thân mình thì đã nói không với thịt chó mèo, còn các bạn thì sao? Lời khuyên dinh dưỡng của mình dành cho các bà bầu đó chính là thay thế thịt chó mèo bằng các loại thực phẩm bổ dưỡng khác, có thể kể đến là các loại thịt thịt bò, thịt các loại thủy hải sản. Thêm vào đó, mẹ tăng cường bổ sung rau xanh để cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ cho cơ thể để giúp cho mẹ bầu có một hệ tiêu hóa tốt. Cùng vào đó thì mẹ bầu cần bổ sung nhiều nước giúp cơ thể thanh lọc cũng như là cung cấp lượng nước ối cần thiết cho bé. Như vậy thì mình hy vọng các mẹ bầu đã bổ sung nhiều kiến thức bổ ích vào cẩm nang làm mẹ của mình. Bây giờ thì video của mình sẽ kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau nhé. Nếu các bạn có câu hỏi gì hay có thắc mắc gì thì hãy để lại dưới comment, chúng mình cùng thảo luận giải đáp nhé. Bây giờ thì bye bye.